Giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp Nam Long 2023 đã chính thức khép lại sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại tỉnh Long An. Trong trận chung kết nội dung đơn nam, tay vợt của câu lạc bộ Hải Đăng, Vũ Hà Minh Đức đã chứng minh vì sao anh xứng đáng ở vị trí cao nhất tại giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp Nam Long 2023. Khi cho thấy sự vượt trội so với Từ Lê Khánh Duy của câu lạc bộ Thành Công Đắk Lắk. Sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu, Minh Đức thắng chung cuộc 6-1, 6-3 để lần đầu tiên đăng quang ở giải quần vợt hàng đầu tại Việt Nam. Vũ Hà Minh Đức sinh năm 2003, là lứa vận động viên kế cận của Lý Hoàng Nam. Ở Davis Cup vừa qua, anh cũng góp công giúp đội tuyển quần vợt Việt Nam giành vé tham dự play-off nhóm 2 thế giới. Ở trận chung kết đơn nữ diễn ra sau đó ít phút, hạt giống số 1 Demi Trần, quân đội đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua hạt giống số 4 Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-1, 6-4 để giành ngôi vô địch. Hai tay vợt giành đồng hạng 3 của nội dung đơn nữ thuộc về Hồ Thị Trúc Tâm, quân đội và Lê Nguyễn Phương Trinh, câu lạc bộ Hải Đăng. Nhà vô địch nội dung đôi nam gọi tên cặp vận động viên Nguyễn Minh Phát, Phạm Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bộ đôi này vượt qua cặp vận động viên Vũ Hà Minh Đức, Phạm La Hoàng Anh, câu lạc bộ Hải Đăng. Trước đó, nội dung đôi nam nữ, chức vô địch đã thuộc về cặp đôi Nguyễn Văn Phương, Sĩ Bội Ngọc của quân đội. Còn nội dung đôi nữ, cặp đôi Demi Trần và Sĩ Bội Ngọc áp đảo hoàn toàn các đối thủ để xuất sắc lên ngôi vô địch. 9 ngày tranh tài với sự góp mặt của 184 vận động viên đến từ 17 đơn vị trên cả nước với những trận đấu hấp dẫn. Giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp Nam Long năm 2023 đã kết thúc thành công. Qua đó, giúp ban huấn luyện đội tuyển quần vợt quốc gia đánh giá các vận động viên nòng cốt, đồng thời phát hiện thêm những tài năng mới cho quần vợt Việt Nam.